Thì cái này chính là một cái ưu điểm để khi mình gặp một cái màu da ở dưới cổ nó tối hơn trên mặt, thì khi đó mình chấm vào và mình chỉ chỉnh trong khoảng tối thôi, thì cái phần màu da, cái màu cam trên mặt không ảnh hưởng, mà chỉ ảnh hưởng màu cam dưới cổ thôi. Rồi tiếp tục sang tính năng nữa là tính năng skin tone. Tên cái công cụ nó nói lên là nó sẽ tối ưu cho da, nên khi mình hiệu chỉnh ấy, ví dụ chấm ở đây này, nó không thay đổi master, nó chỉ thay đổi trong kênh màu nhất định thôi, sang tím hoặc sang vàng, nó là trong cái khoảng tông của màu da thôi. Đấy, cái phần là đổi màu. Thì cái này anh hay sử dụng ở đây để trừ màu cho da nhé. Thì cứ ví dụ màu da này hay vào để trừ thôi, Saturn và Lighten thôi. Còn phần uniform này ấy, thì cái này cũng là đồng bộ màu da. Đồng bộ màu da là khi mình chụp ấy, với cả da rất là nhiều màu, thì khi mình kéo uniform này nó sẽ đưa tất cả các màu về cùng một tông. Và đặc biệt là tông lâu. Lên là khi mình kéo những chất ảnh fashion, những phong cách cổ điển, classic, tông lâu, thì sử dụng gần như thằng này rất là nhiều. Thì đây nó có hai cái mới, không khác gì với phần HDL ở bên Camera hay Colormic cả, mà nó bản chất nó vẫn như vậy thôi. Thì nó chỉ có thêm phần Advanced giúp mình tối ưu sâu hơn về chi tiết và không cần phải nhìn vào điểm màu. Còn Skin Tone thì tối ưu sâu hơn vào da này, làm tông nó rất là tốt. Đấy là hai cái ưu điểm mà tí mọi người có thể lốt lại. Rồi tiếp tục sang Color Balance. Color Balance thì cái tên này rất là quen. Color Balance thì nó chia ra 3 tùy chỉnh. Thật ra trên Camera cũng có nhưng đổi tên nó khác đi là Color Grading. Đây Color Balance này thì nó cũng chia ra 3 tùy chỉnh: Mid Tone, Highlight và Shadow. Đấy. Thì cái này sẽ chia Shadow này. Ví dụ như mình muốn thay đổi màu tóc thì Shadow mình kéo này, thì có phải là nó sẽ thay đổi trực tiếp là thay đổi shadow nhiều hơn không? Thì cái này ứng dụng vào những tông ảnh sai màu hay là khử màu cũng được. Ví dụ như một số cái trường hợp là chụp cái file gốc nó tóc nó bị ám màu, mình muốn khử thì mình sử dụng những cặp màu đối lập với cái màu đấy để mình khử màu. Còn bên này chính là độ bão hòa là Saturn này. Còn bên này là phần Lumion là thay đổi về độ đậm nhạt của phần shadow này. Anh em nhìn cái tóc không thay đổi này. Đấy. Rồi. Phần color chỉ có hai công cụ khá là mới và rất là quan trọng ở trên Capture One.